tên là Hào, mình là Thái Nguyên. Đây là Điệt Dây Thần Kinh số 7. Qua quá trình mình đã là nhà điều trị bằng châm cứu, không thấy tiến triển. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 098 377 470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông, nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470. Website cấychỉ.vn.